Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU đào tạo đa dạng, đa lĩnh vực. Tất cả sinh viên đều có cơ hội để thể hiện và phát triển năng lực. Những ý tưởng luôn được khuyến khích và phát huy tối đa. Một môi trường lý tưởng để sáng tạo, để trải nghiệm, để thử thách bản thân. Hiện đại, năng động và hòa nhập quốc tế, nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc. Đó là triết lý giáo dục mà Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU luôn hướng đến. Đã đến lúc vươn xa hơn những gì đã học.